năm 2023 với 9 sản phẩm ô cốp 4 sao được đánh giá. Và đánh giá lại, toàn tỉnh hiện có 28 sản phẩm ô cốp 4 sao và 153 sản phẩm ô cốp 3 sao. Đáng chú ý là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp đã có sự chuyển biến về chất. Nhiều sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Quảng Bình đang đẩy mạnh thực hiện chương trình ô cốp, trong đó ưu tiên các sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh theo đề án ô cốp gắn với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Quảng Bình sẽ định hướng một vài sản phẩm cụ thể để hỗ trợ nâng tầm trở thành sản phẩm nổi bật, thương hiệu của tỉnh, đồng thời áp dụng hiệu quả việc chuyển đổi số vào các sản phẩm ô cốp để nâng cao giá trị và giúp quảng bá sản phẩm được rộng hơn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm ô cốp. Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng sản phẩm ô cốp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, công tác rà soát, đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp là cơ sở để các chủ thể hoàn thiện hơn sản phẩm, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ tốt người tiêu dùng, hình thức phải đẹp, hấp dẫn, cuốn hút người tiêu dùng.